Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trong năm vừa qua đã để lại bao đau thương và tiếc nuối. Tuy vậy, cuộc sống của những người dân nơi đây vẫn đang tiếp diễn từng ngày cùng với nhiều hy vọng mới. Vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết sẽ tiến hành quy trình tố tụng đối với tập thể, cá nhân liên quan trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Ngày 19 tháng 1, tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin với báo chí về kết quả điều tra liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã điều tra, khởi tố và bắt chủ chung cư này. Đồng thời, Công an Hà Nội đã có kế hoạch điều tra, xác định tất cả các yêu cầu, các nhiệm vụ điều tra của vụ án. Trong đó, có nhóm hành vi đã có vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra xử lý triệt để. Về nhóm hành vi này, Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra trong thời gian vừa qua. Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện tại vụ án đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết quả xử lý sẽ thông báo tới công luận. Đã tiến hành phân loại để cá thể hóa trách nhiệm, hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm và chúng tôi sẽ tiến hành tố tụng. Liên quan kết quả kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng ở quận Thanh Xuân sau vụ cháy chung cư mini, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, hiện Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội vẫn đang vào cuộc kiểm tra làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin về báo chí. Như đã thông tin, vào đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023, đã xảy ra vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người chết, 42 người bị thương. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Minh là chủ đầu tư tòa chung cư bị cháy. Kết quả điều tra ban đầu của Công an Hà Nội cũng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Theo tài liệu có được, chung cư mini này đã xây dựng trái phép nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho Nghiêm Quang Minh từ năm 2015, số 89/2015, CPXC ngày 11 tháng 3 năm 2021 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho Nghiêm Quang Minh. Công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng ở tổ 3, cụm 4, số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4m², mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9m². Tổng chiều cao công trình là 20,2m, không tính tum thang. Theo những số liệu thể hiện trong giấy phép xây dựng và thực tế, căn chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đã xây vượt phép từ 6 tầng lên 9 tầng, một tum. Mật độ xây dựng không phải 70% như đã được cấp phép, mà đã xây dựng hết diện tích. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội cũng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Năm 2015, ông Vũ Cao Minh giữ chức bí thư quận ủy Thanh Xuân. Ông Nguyễn Xuân Lưu hiện đã nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm bí thư quận ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Tháng 3 năm 2021, ông Lưu được phân công làm giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà. Ông Hà được điều động làm bí thư quận ủy Thanh Xuân. Tháng 4 năm 2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cho đến nay. Tháng 11 năm 2022, bà Bùi Hiền Mai, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, được phân công làm bí thư quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức bí thư huyện ủy Gia Lâm. Ngày 15 tháng 9, bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt ban thường vụ Thành ủy ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức đảng. Ban thường vụ quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Việc kiểm tra nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy chung cư này.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp phía tường nam tầng 1. Công an Hà Nội cũng đã công bố bản kết luận giám định gửi đến các chủ căn hộ sống tại chung cư mini này. Ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, ngày 19 tháng 9, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã gửi bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 mét, thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định, có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Trước đó, vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1 căn chung cư mini. Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi hậu quả, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, 56 người không may mắn bị mắc kẹt và tử vong, 37 người bị thương. Sau vụ cháy, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy tại số nhà phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ Luật Hình sự. Những thông tin mới của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật khi có kết quả xác minh mới nhất của cơ quan chức năng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.